Vâng, thưa quý vị, đây là những cái dàn bonsai mini, những cái hàng bê tay nhỏ nhưng rất chất lượng. Thì bonsai Đinh Vượng sẽ review để quý vị cùng thưởng thức những cây bonsai nhỏ quý vị nhé. Đây là một tác phẩm cây xanh rất nhỏ quý vị ạ. Cái này thì một người bê thôi quý vị nhé, cây một người bê thôi quý vị ạ. Đây là cây xanh của Hai Lúa. Hai Lúa là một nhân vật rất nổi tiếng về những tác phẩm cây xanh mini quý vị ạ. Thì quý vị chúng ta cùng quan sát cái tác phẩm cây mini nhỏ, tại sao nó quý như thế quý vị, đây quan sát đây. Quả thật đúng là nhỏ mà có vỏ quý vị ạ. Thực sự rất có hồn. Nhỏ nhưng rất nhu cục và u biếu về đường nét chi tiết, tay cảnh thật là tuyệt vời quý vị ạ. Một tác phẩm tiếp theo, một tác phẩm cây si quý vị ạ, Nguyễn Kim Triển. Đây là một tác phẩm cây hoa nguyệt quế quý vị nhé. Còn đây là một tác phẩm cây si đây quý vị. Và đây cũng là một tác phẩm cây si nữa quý vị ạ. Cái này thì già khô cây quý vị nhé, rất già. Ở đây là một tác phẩm cây xanh quý vị ạ, cây xanh ba thân, để nối ba vai của quý vị ạ. Thân pháp khá chất lượng quý vị ạ. Cũng một tác phẩm của Hai Lúa đây quý vị. Hai Lúa thì chơi toàn cái hàng mini bê tay rất là nhỏ quý vị ạ. Nhưng mà tuy cây thì nhỏ nhưng mà tiền thì lại không nhỏ.
tác phẩm xanh của anh Trung, một tác phẩm cây xanh quý vị của anh Thịnh Trọng. Tác phẩm cây xanh và nó như củ gừng của quý vị nhé. Cũng là của anh Thịnh Trọng quý vị ạ. Một tác phẩm si ruối. Cây rất lạ quý vị ạ. Nó ăn vào một cái mảnh đá quý vị ạ. Một cây si của anh Nguyễn Đăng Cường. Cây si giáng làng này quý vị. Một tác phẩm cây hoa giấy. Dáng ôm chậu quạt này quý vị. Hoa giấy của anh Tư Đen. Phẩm cây xanh của Bùi Hoàng Thái. Một tác phẩm cây xanh quê. Phần pháp thì cũng khá là ok quý vị ạ, rất kinh điển. Đây một tác phẩm cây trực núi đây quý vị, của Nguyễn Thế Tiên Phương.
con Si. Nhưng họ chắc ghi nhầm thôi, họ ghi nhầm là xanh. Nhưng đây là tác phẩm Si quý vị nhé. Dạng Si ra báo. Bonsai Linh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.